Giả. Theo cảm nhận bình thường thôi ạ. Cái tiếng Zippo mình nghe quen quen thì nó là cái tiếng này, tiếng hãy mở ra tiếng này. Thế tức là theo ý kiến của bạn là cái này là real, còn cái này là pake, được không? Mình cũng không rõ lắm bởi vì mình không dùng Zippo ấy, còn là cái tiếng mà mình hay nghe mà lúc mà bật ra cái Zippo ấy thì nó hay là cái tiếng này. Nếu mà xem hàng thật với hàng giả. Chắc chiếc này là hàng thật hơn. Hàng thật hơn. Chắc là thật hơn thì còn phải mở ra xem ở trong nữa. À thế ạ. Cái Zippo này là giúp Zippo đời mới rồi. Zippo đời mới. Không phải là cái dòng cổ. À không phải dòng cổ anh. Bởi vì cái dòng anh chơi thì nó hay có kiểu La Mã. Số La Mã ở đây. Ra thì hàng này là cũng gọi là tương đối. Nếu mà để mà đánh giá trên thị trường thì nó rơi vào khoảng từ tầm 1 triệu. Cái này thì có lẽ là không biết được cháu ạ, bởi vì bây giờ họ làm nó cũng tinh xảo mà nó cũng giống nhau lắm. Nên như cái này của cháu cầm nhẹ hơn cái của chú. À, nên chú dựa vào cái độ nặng ấy ạ? Đây, cháu cầm thử hai cái mà xem. Cái này. À, của chú thực ra là... Đúng không? Nặng hơn chắc chắn là như thế. Anh, nếu mà bây giờ mà có một bạn trẻ như em hoặc là một ai mà mới muốn chơi đu bông hoặc là Zippo thì anh có lời khuyên gì cho họ không ạ? Anh khuyên là lên chơi đu bông nó xịn hơn. Chơi đu bông là xịn hơn đấy ạ. Dạ vâng ạ.